Đàn ông này móc ghim cài vào khóa váy của cô gái. Sau đó cố tình đẩy cô gái một cái. Cô gái tức giận quay lại nhìn anh. Đến khi người phụ nữ đi tới giữa khán phòng, người đàn ông dẫm lên sợi dây màu đỏ dưới đất. Khi tất cả ánh nhìn đều hướng về phía cô gái, người đàn ông nhân lúc này lấy đi số xúc xắc trên bàn và bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh. Anh lấy một ít bột giặt trong đó, rồi rắc nó lên máy đánh giày và biến nó trở thành một chiếc máy mài. Sau đó anh ta bắt đầu mài từng góc của chiếc xúc xắc. Sau khi chắc chắn rằng mỗi lần ném xuống sẽ ra được số mà mình mong muốn, người đàn ông đem chỗ xúc xắc đó, giống như phát ca vậy, nhẹ nhàng ném ra 7 điểm. Chẳng mấy chốc trước mắt anh đã chất đống tiền chip. Cùng với tiếng hoan hô của tất cả mọi người, ông chủ cũng đã để mắt tới anh. Ông ta tới gần để kiểm tra tình hình. Thấy vậy, người đàn ông bèn vội vàng đánh cháo lại chiếc xúc xắc và giả vờ rằng vận may của anh hôm nay rất tốt. Giờ anh muốn trở về đi ngủ. Nói xong liền ném chiếc xúc xắc trong tay ra. Ông chủ lập tức đưa hai viên xúc xắc ấy cho nhân viên kiểm tra, nhưng trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào. Lúc này ông chủ ra lệnh đổi chip. Sau khi đi ra, người phục vụ mang một cốc nước trái cây đến. Bên trong có hai viên xúc xắc. Ông chủ nhìn về phía người đàn ông, rồi lắc chiếc cốc trong tay, sau đó đổ nó xuống khay. Số điểm vừa hay là 7. Vì để chạy trốn, người đàn ông đã cho hai viên xúc xắc của mình vào cốc nước. Khi anh sắp bị đưa đi, thì chủ vội vàng đuổi theo sau. Anh thuận lợi chạy ra ngoài, mà cô gái vừa vấp ngã khi đó đã đợi ở bên ngoài từ lâu.